Ở đây hôm nay giới thiệu với anh em một chiếc van liền công suất mang thương hiệu là CAF và model là AX550. Đấy thì cái này là công suất như nào thì bây giờ mời anh em xem nhé. AX550 công suất tải 4 ohm, công suất tải 8 ohm thì đều có trong Katano, có trong đây. Cái này thì mình vừa mở sẵn rồi, test sẵn rồi. Anh em nào quan tâm liên hệ trực tiếp nhé. Giá giao đại lý khá là tốt. Đây là cái quyển hướng dẫn sử dụng, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, nhưng mà đa số toàn tiếng Anh thôi. Đây là cái hướng dẫn sử dụng này, đấy. Thì đây là hướng dẫn chi tiết này. Đấy và công suất đây. Công suất tải 8 ohm là 350W một kênh và tải 4 ohm là 480W một kênh. Đấy. Đáp tuyến từ 20Hz đến 20kHz, độ nhạy trung bình là 70dB tín hiệu đầu vào. Đấy. Bass min tép cộng 6dB. Mic như vậy. Đấy. Mic thì này có cải thiện hơn là chest cộng 10, mid cộng 10 và bass cũng cộng 10. Khối lượng là 17kg. Đây là thông số đo mặt này. 43, đấy, 37 và 13 đấy. Thì hàng chính hãng của công ty AV Việt Nam anh em nhé. Anh em dùng thì yên tâm luôn. Có tem mác đầy đủ. Và cái này là đã có video hết rồi. Và anh em nào quan tâm thì có thể vào đường link để ở dưới. Giá tốt luôn, giá anh em đại lý tốt lắm. Mà khỏe. Con này thì cái loại này đánh một bát 40 một tấc kèn là nhặt thoải mái. Cái loại 715 dí con này đánh thoải mái. Đánh được, phải nói là đánh được. Nó ghi công suất thế thôi nhưng thật ra là 715 hàng gióng thì đưa vào đánh nhằng nhằng chiếc tép như thường. Tiếng nó rất là sạch mà khỏe. Đấy và USB đàng hoàng cơ. Đấy USB đàng hoàng cơ. Đây. Nguồn gốc xuất xứ rõ ràng nhé. Đây website này avp.vn. Đấy. Đấy đơn vị số má các kiểu. Anh em có thể đến trực tiếp công ty nhé. Giá tại công ty thì cũng như là giá anh em đây. Tốt lắm. CF chính hãng. Chính hãng của AV Việt Nam. Đây Magentina đây. Rồi đây. Tem này. Ok. Hàng đi giao đại lý anh em nhé. Đây là lấy về test demo thôi. Công ty cấp cho mẫu về test demo. Địa chỉ công ty là Bùi Huy Bích. Đấy. Bùi Huy Bích gần đường Giải Phóng. Anh em đến đấy gặp trực tiếp một số sếp ở đấy. Gặp trực tiếp ai thì anh em liên hệ nhé, báo giá à báo tên tốt lắm. Ok.